Ôi trời đất ơi, anh nói anh block tôi gãy cổ hay gãy họng chi á thì anh block tôi ngay đi, để cho tôi á, một con nhóc mới 20 tuổi đã dám đụng tới một cái tên bạo chúa hung tàn như anh, khuất khỏi tầm mắt anh. Nếu như anh mà không block tôi á ngay bây giờ á thì á tôi cứ hằng ngày phải nhắn tin, tôi rảnh lúc nào á tôi sẽ nhắn lúc đó, và tôi á sẽ làm cho đầu óc và tâm trí của anh á sẽ rối bời lên vì một con nhóc mà anh cho là khùng điên. Bởi vì á, một kẻ xem người không ra chi như anh á, khiến tôi buộc tôi phải làm như rứa thì tôi mới hả dạ. À, xin chào mấy em, chào mừng mấy em quay trở lại với chương trình Kỹ năng sống của Như Nguyễn gửi đến mấy em nha. Hôm qua BBT có một cái biến cực kỳ nguy hiểm, biến cực kỳ quan trọng luôn mấy em, rất lớn luôn. Video tháo trong đêm. Cái video đó là một trong những video có tỷ lệ tương tác rất là nhanh, đúng không? Sau mới có hai mấy phút mà nó tới gần 3.000 lượt view. Video vậy thơm rồi, tỷ lệ tương tác rất tốt, nhưng mà phải xóa trong đêm. Tại vì lỗi của mấy thằng khốn nạn. Nó tức lắm em, giận lắm. Đáng lẽ anh không có chửi tụi nó đâu, nhưng mà tại vì sao nó làm ảnh hưởng tới anh. Thí dụ nó làm ảnh hưởng tới anh nào kệ nó, thí dụ ra đường làm gì làm không ảnh hưởng tới anh, ok. Còn đằng này á, cái video anh nói về thẻ tín dụng đó, là anh đã liều mạng rồi. Anh nói về thẻ tín dụng, nói gì mấy ngân hàng đâu ưa đâu mấy em, đúng không? Nói mới có tấm hình post lên Facebook rồi à, ngân hàng điện lại, ai làm gì lấy cái thẻ của ngân hàng tôi ra làm gì đây, lấy cái thẻ tôi ra khịa gì vậy, không có khịa quảng cáo cho Vietcombank mà. Vietcombank lớn rồi, không cần quảng cáo nha. Ông mà quảng cáo khỉ gì, ông khỉ gì phải không? Không có, yên tâm đi, không khỉ Vietcombank thiệt á. Nó, anh chịu áp lực rất là nhiều phía. Nhưng mà có những kiến thức á, nếu mà anh không nói thì không biết. Nó, xong rồi vô trên cũng cái tường hôm qua, có thằng khứa kia đi đâu có vô, nó comment tào lao. Chắc nó làm thẻ rồi mấy em. Anh nói là thẻ tín dụng là bể nợ, nó không chịu bể nợ. Nó nói thẻ tín dụng là chứng minh tài chánh, vô có mày bị ngáo cần không con? Ủa tao đâu có thẻ tín dụng không chứng minh tài chánh đâu, tao đâu có thẻ tín dụng nó quăng bừa đâu. Nhưng mà cái chuyện mà thẻ tín dụng là bẫy nợ lại câu chuyện khác. Thằng ông nội đó bay vô chắc đọc cái tựa thôi đó, vô đam hầm đó luôn, lên có gì chỏ bụp ra ngoài luôn. Nhưng mà tụi em biết á là nó bị lỗi chỗ nào không? Nope. Cái lỗi này rất là nghiêm trọng mà lỗi không thể nào tha thứ được mấy em. Một video của anh nó ngậm 2 ngày đó, một cái vlog anh còn chém gió thôi nó ngậm 2 ngày. Bây giờ anh hỏi em tiền lương cho nhân viên á, 2 ngày đó nhiêu tiền rồi, tiền máy quay nhiêu rồi, mà phải một thằng nhiêu thằng. Anh á thì anh không có thời gian mà anh ngồi chăm sóc cái kênh của anh đó, mà cái kênh của Thành Online là anh giao cho đội media nó chăm sóc, mà media nó cũng chia ra nhiều đứa chứ phải một đứa, đứa quay, đứa dựng, đúng không, đứa duyệt, đứa up. Vậy á mà để lỗi, mà lỗi gì biết không? Nope. Nó để lộ thông tin cá nhân của anh cực kỳ quan trọng luôn. Đó là thông tin về số điện thoại, thông tin chứng minh dân, ngày tháng năm sinh các kiểu. Hoặc cái ngày tháng năm sinh coi như giang hồ ai cũng biết đi. Chứng minh nhân dân coi như ok, anh gì mà trội sao đỏ hoài cũng có số người biết đi. Nhưng bây giờ nó để lộ cái số điện thoại của anh ra, đúng không? Cái đó là nói về nó vi phạm cực kỳ cái quyền gọi là quyền riêng tư. Cái chuyện đó được Liên Hiệp Quốc nó ngồi nó approve là con người ta được quyền bảo mật thông tin, con người ta có quyền tự do bí mật về thông tin cá nhân mà không có ai có thể xâm phạm được, đúng không? Mà đằng này á nó quăng lên thêm về Nhật luôn, đúng không? Giờ đóng thằng coi biết hết, chụp frame bụp anh di trảm nó đi. Bây giờ tao không cảm nó rồi, tao trả lời sao với fan. Anh tức là cái chỗ thứ nhất, cái niềm tin của mình đặt sai chỗ. Cái thứ hai là cái thông tin cá nhân của mình nó bị tung ra. Cái thứ ba nữa đó là nó nhiều chuyện lắm em. Tụi bữa hổm có con khứa kia, con nhỏ đàn bà, con gái không biết nó xứ nào ở Đà Nẵng. Trời ơi, nó cười như lý mặt sầu vậy đó ông nội. Biết sao không? Biết nó khùng khùng gì, nó nhắn tin chắc xét với con khứa nào đâu lắm em. Xong rồi cái thằng khứa đó nó lấy hình của anh. Em hiểu không?
Nó lấy hình của anh, nó gài nhỏ này. Nó lấy nào là anh trong phòng tắm THL gym 5 sao, rồi cho khoe cơ muối miết. Nó lấy cảnh clip nóng của anh ra, rồi nó lấy cảnh anh 19.5, rồi nó lấy hình tùm lum khoe tiền đô la, rồi nằm khách sạn, đủ các kiểu tất cả thứ. Rồi nó cho xét với nhỏ đó. Rồi xong không biết hai đứa nó không hợp hơi hợp kháng, nó cãi lộn sau đó nó lóc nhau. Nó lóc nhau cái nhỏ này không biết kiếm thằng này ở đâu hết. Xong rồi nó lấy những cái hình nhỏ đó, thằng đó gửi cho nó đó. Nó lên mạng nó kiếm sao ra anh. Nó vô nhắn tin tỏ vẻ nghiêm trọng, nói xin lỗi bạn phải Duy Nguyễn không này, cái có chuyện gì. Trả lời nó biết sao, ngồi đưa cái câu chuyện từ đầu tới đuôi, rồi nó viết sớ tới quân dài, rồi má ơi má. Cái con đó nó bị khùng nặng luôn á mấy em. Nó chửi không, ở đâu rồi. Nè anh có bị điên không mà nói trên live. Để gì, mà nói trên live tôi là ca ve vậy. Tao không nhớ tao có nói không, để tao kiểm tra lại nha, này tao không not sure. Tôi đang hỏi anh và xem như thế nào sẽ nói rõ tất cả. Anh chưa nghe tôi nói hết tất cả mà. Má giám đốc như tao có đánh háng còn nghe mày nói hết tất cả không? Mày viết một cái đoạn tao đọc không nhũn não luôn hả? Nhỏ này nó bị ảo tưởng sức mạnh mày. Khùng khùng sao á, mấy em đừng khùng như nó nha mấy em. Thêm nữa là nha mấy em, nó ngồi nhắn mình đó à. Anh có nói chi tôi thì họ cũng chả biết được tôi là ai đâu, họ sẽ cười nhạo anh đó. Ủa em có cười nhạo anh không? Mấy em có cười nhạo anh không mấy em? Rồi xong rồi, anh cứ like quay lại những đoạn tôi gửi những tin nhắn được chụp lại cho mọi người xem đi. Vì tôi không làm gì sai cả, tôi chỉ đi tìm sự thật thôi. Anh không biết à, đến kẻ giết người kia mà nó còn chối tội quanh co, tỏ ra bình thường như không hề biết gì. Chứ nói chi kẻ giấu mặt chắc xét. Được, thề ghê chưa, nữa nè mấy em. Còn nửa sáng này nhắn nữa. Hôm qua tối được 1 giờ sáng, hơn 1 giờ mẹ chưa ngủ. Hôm qua giờ sáng nhắn nữa nha. Tối 2 nè mấy em. Giá mà tôi chưa bao giờ thấy anh. Mấy em bị khùng rồi. Anh muốn lóc gãy cổ tôi hay gãy họng tôi thì lóc đi. Lóc đi, đây là face của em họ tôi. Tôi mượn nói chuyện với anh. Sau khi lóc rồi thì tôi sẽ không bao giờ thấy anh nữa. Vì tôi chơi phay tôi đã bỏ từ lâu rồi. Nào hãy lóc nhanh đi anh. Ủa, nào hãy lóc nhanh đi. Vì anh là một tên ngạo mạn, và đằng sau sự ngạo mạn mỉa mai coi tôi chả ra chi đó, anh vẫn còn để ý nghĩ tới một kẻ nói chuyện bí ẩn với anh đúng không? Ngồi nó ám anh 3 ngày rồi đó. Nó cứ nhắn tin hoài mà thấy không? Giờ mày nạn nhân tao lóc mày cũng kỳ chứ. Mà chịu không nổi cũng phải lóc thôi mấy em. Anh chịu nó hết nổi rồi. Nó ám anh trời ơi luôn á. Anh lóc luôn, lóc 2 bạc. Xong rồi cái giờ cái này nó mới hài nè. Tối hôm qua lúc 12 giờ đêm 1 sáng gì đó, lúc đó anh đang live stream. Cái nó ngồi mẹ lấy cái điện thoại này ra, tạo cái ạc cái gì Duy Nguyễn Ghim. Xong rồi cái điện thoại của mẹ là cái gì Kitty mèo con, mèo chó con gì đó. Tự sướng, bên này nhắn mình đi kia trả lời, bên này nhắn mình kia trả lời, quăng mấy tấm hình cũ xì luôn. Nhắn trả lời xong rồi cái điện thoại này chụp hình lại, quăng là à phốt Duy Nguyễn lộ cho clip chat xét đồ các kiểu. Xong rồi nó xong rồi cái nó lấy điện thoại này, nó lấy cái ạc mà chưa bị lóc á, nó vô trong Facebook tích xanh của anh, nó rải hình anh biết mà anh đã im luôn để cho ngày mai nó ăn chửi. Mà thiệt y rằng sáng giờ nó bị chửi quá trời luôn em. Sao cái số của anh cái số gì á? Nó tụi bay thấy nguy hiểm chưa? Con nhỏ này hên nó chưa biết số điện thoại tao á. Đó, con nhỏ này nó biết số điện thoại tao cái nữa, thấy mẹ rồi mày vẽ đường cho hu chạy rồi. Nó thấy không? Thấy nguy hiểm tai hại cực kỳ chưa? Nó. Mà cái số điện thoại của anh là mồi ngon. Biết mồi ngon cho nào không? Mấy xe bất động sản là một nè. Mấy tín dụng ngân hàng là hai nè. Nó rồi mấy bảo hiểm là ba nè, gặp tụi nó hoài à. Rồi thêm cái nữa, bây giờ số điện thoại nó mò ra Zalo. Nó làm đủ kiểu nó hết đó, chặn mệt lắm mấy em. Chưa kể là mấy hacker nó dò này nọ kia, nó biết số tài khoản Duy Nguyễn Minh Tích Công Băng đồ. Tiền nhiêu đây đồ. Thẻ này đồ. Mệt mỏi, rất là nguy hiểm. Nhưng mà ví dụ như một thằng đó, nó làm lộ nó tức. Mà đằng này một đống thằng luôn. Ủa? Cái thằng dựng phim nó tốn 2 ngày nó dựng cái video đó. Nó ngồi nó canh nó kéo bao nhiêu cái layer lên đó, nó chồng chiếc rồi nó xèo chào trẻ. Không lẽ nó biết được nó che? Yes. Tội nhất là đó. Không phải là cái thằng đó làm gì không trách nhiệm không em? Không, cái thứ hai là cái thằng Duyệt. Cái thằng Duyệt là thằng đội trưởng luôn á. Nó duyệt video đó đó. Mà nó không thấy là si ra nó không duyệt rồi. Đúng không? Chứ không lẽ mà duyệt mà không thấy. Trong khi anh duyệt cái video đó lúc mà 5 giờ rưỡi, 6 giờ chiều gì đó,
anh Việt anh thấy luôn. Anh kêu ê, sửa ngay lập tức. Sửa ngay lập tức chỗ này mày không che thông tin là không được nha mày. Đúng không? Cái số tài khoản thì nó che. Cái số tài khoản nó che thì cũng được đi, mà số tài khoản để lộ nó chuyển tiền vô cũng mất gì đâu. Đó, mà cái thông tin tao nó không che. Xong rồi cái thằng đội trưởng á, nó alo cho thằng gì quên rồi, thằng dựng phim á. Cái thằng dựng phim nó về mẹ rồi. Ông sao mỗi bữa mà về trễ, bữa hôm qua mà về sớm vậy? Đúng không? Trong khi video chưa duyệt xong mà về dàn này có trách nhiệm không? Trong khi video đó là chiều là tối là đẩy lên rồi. Rõ ràng là một tập thể không trách nhiệm, từ thằng cốc tới thằng nhái luôn. Nó làm để lộ một thông tin rất là nguy hiểm. Rồi xong rồi cái up lên rồi fan phản ánh. Nó vô nó kiếm không có luôn. Nó đâu có thấy đâu anh. Ủa không có thấy sao người ta kia người ta nói. Đó, xong nó kiếm ở anh em lộ có 1/24 giây vậy anh. Nó không biết lộ 1/1 kệ mà em có lộ thôi chứ. Nhưng mà bây giờ nói chung là cả một cái đống lát. Đúng không? Nó lỗi tùm lum tùm la hết. Trong khi anh là thằng nó trả lương trả tiền cho nó, mà anh lại phải chịu trách nhiệm và cái hậu quả cực kỳ nặng nề. Đúng không? Nạn nhân của những thằng xàm lông nồi chát xét là một nè. Rồi xong rồi tối ngày nó alo nó gọi nó bán đất, bán đai, bán cát, bán bảo hiểm, bán gì tùm lum la hết. Chưa kể mấy con mén nó gạ tình nữa. Đúng không? Bây giờ gạ tình không được mà có đâu ngon thấy gạ. Mà toàn là mấy con sức hồng cái gọng nó gạ không à. Chị sao thấu? Nó chưa kể BD nữa. Nó vừa phải thôi. Không nói cũng được mấy em. Nói rồi á. Ôi bữa nay mà không làm video trảm tụi mày á thì có tao mất mặt với fan lắm luôn á. Tại vì fan anh kêu trảm đi anh. Fan là gì? Fan là những người người ta theo dõi BBT, người ta theo dõi THOL. Người ta nâng đỡ từng bước chân của anh Duy Nguyễn để Duy Nguyễn có ngày hôm nay. Để Duy Nguyễn có được cái tích xanh, để Duy Nguyễn được subscribe khủng khiếp, để Duy Nguyễn chém gió của người coi, đó là fan. BBT sở hữu một chuỗi gym center cao cấp mang thương hiệu THOL với hàng ngàn hội viên tập luyện mỗi ngày. Duy Nguyễn, người sáng lập công ty BBT, là idol của nhiều lĩnh vực từ gym cho đến xã hội. Sở hữu một tài khoản Facebook với hàng trăm ngàn lượt follow, kênh YouTube thể hình online hơn 500.000 lượt theo dõi và sẽ tiến đến mục tiêu 1 triệu fan hâm mộ trong thời gian gần. Mà bây giờ để cho fan nó vô vọng, nó vỗ không trượt phát nào hết là cực kỳ không được. Nó nên tụi bay á, mấy thằng á mà dựng là một nè, quay là hai nè, duyệt là ba nè, thì mấy thằng đó phải kiểm điểm lại cho mình làm việc nó có trách nhiệm hay chưa. Yes. Tội á thì nó có những cái tội nhỏ có thể tha được, nhưng mà có những cái tội nó nghiêm trọng. Những tội tụi em nói em lỡ tay thì mà gây hậu quả nghiêm trọng, đúng không? Mà tụi bay làm ở trong BBT á thì lương đâu có thấp đâu. Oh really? Đúng không? So với bằng chung xã hội tụi lương cũng hơi bị cao á. Nhưng mà tại sao á tụi bay không biết cái cách đúng không? Để làm việc, để lấy lòng sếp cho sếp nó ngồi nó đỡ nói. Nó nói nó mệt thấy bà luôn vậy đó. Nó còn nếu mà cảm thấy cái đầu óc của mình nó mụ mị, cảm thấy đầu óc của mình nó không có tập trung, cảm thấy đầu óc của mình nó không có làm được việc lớn á, thì bây giờ bỏ tiền ra mua mẹ thằng này uống cho tao đi. Cái thứ gì đó, không có tiền mua amino kem thì thôi. Còn bây giờ đó, cái thằng BCA cốc này nè, nó rẻ như cho vậy đó, thì bỏ tiền ra uống bà đó đi. Còn nếu mà không có tiền hả, nói luôn, anh kêu phó giám đốc cho. Cái hũ này không có nhiêu tiền hết á. Đó, nhưng mà tụi em á, tụi em để lại cho một cái hậu quả nó cực kỳ nặng nề, ok? Bực mình giả mang luôn á. Còn bây giờ mày nói là cốc uống ngon đúng không? Đập ra uống luôn. Tao nóng rồi, chơi luôn. Mày núp cái gì? Mày vô đây mày pha nước cho tao. Mày hàng thì có hàng mắc hàng rẻ. Không có tiền mua hàng mắc thì mua hàng rẻ uống đi. Để cả lầm cả lũi làm hậu quả cực kỳ nghiêm trọng luôn. Một ngày không có video là một ngày nó chậm tương tác. Người ta nói cái kinh mình nó bị đai. Một mũ thôi. Mày trước khi mà dựng cái video đó ba thằng, một thằng quay, thằng quay trước khi quay uống muỗng, thằng dựng trước khi dựng uống muỗng, cái thằng Việt trước khi mà Việt mày mở con mắt rộng rộng ra nha, mày pha vô mày uống cho mày tỉnh táo vô, mày căng con mắt bây giờ mày soi lỗi cho tao nghe chưa. Mày làm ăn như vậy đó bực mình à. Anh làm, anh lao động mà phải có trách nhiệm. Trước khi làm cái gì đó anh cũng phải cho đầu óc mình tỉnh táo, tập trung nhất để mình đạt được cái hiệu suất cao nhất, mình không phạm sai lầm trong công việc. Wow. Còn tụi bay sao học cái gì không học? Nó cái tính của tao sao mày học đi? Còn không có tiền nó thẳng đi cho đi. Đừng có lộn xộn mệt quá. Rồi, ok. Mùa này mùa gì đây? Mùa táo. Bên Mỹ táo nhiều rồi khỏi nói. Hàng Mỹ đế khỏi nói nhiều. Bây giờ em nhìn nè. Thằng này của hãng nào? Nutrat, ok. Đúng không? Nutrat. Màu đen là biết Nutrat rồi. BCA 6000. Cái tên nó là tất cả. Bây giờ hãng Nutrat nó có nhiều hàng rồi. Nó có EA cộng rồi. Nó thằng đó thì thằng đó xịn sò. Thì thằng này á, tại sao kêu là cốc? Tao thích. Nó thứ nhất giá rẻ kêu cốc chơi vậy đó. Cái tật anh sốc lắm mấy em.
Bây giờ cái xã hội này đó, anh nói thiệt với em á, nói chuyện đàng hoàng ngọt ngào dễ thương nó không nghe đâu. Nó phải đạm đụng chạm tự ái nó mới nghe. Giống như mặt của anh 247 trên mặt cóc. Đó, rồi cái thằng mà có cái xe pha điêu lùng lùng ở dưới mà nó dán đề cam tùm lum la. Nó tủi lắm em. Tủi lắm. Tại sao á thằng nụ trách nó có thằng kia rồi phải có thêm này. Tại vì nó thích luôn. Anh cũng biết tại sao nó có, giờ nó sản xuất cái này thì mua về bán chơi chơi vui. Đó, cái này bán về cho ai? Cho đối tượng mà kinh tế thấp. Rồi bán cho ai? Rồi nói chung là cho những người nào mà giống như làm việc nhẹ nhàng, nói chung mà là nó cũng chả khác gì thằng EA hết, nhưng mà nó khác. Nó về nhánh sản phẩm á thì nó giống nhau. Nhưng mà thằng EA và BCA thì nó khác nhau. Thằng EA nó có BCA, BCA nó không có EA, ok. Thì nó tóm lại uống nào thằng nào cũng tỉnh táo tập trung hết á. Nha, có tiền thì chơi kia, không tiền chơi mày đi. Không biết nói sao giờ nữa. BCA 6000 nó là cái gì? Nó là cái gì? 6 gram BCA trên một liều dùng, đơn giản như thôi. Không có thêm cái con khỉ gì cả. Nó uống chung rất là kinh tế, rất là tỉnh táo, rất là tập trung. Đó, mấy cái hàng này á thì nó rẻ rồi, không cần phải quảng cáo nhiều. Mà quảng cáo người ta nói mình quảng cáo, mình chỉ cần chỉ cho tụi em là cái thời điểm nào đó để uống, còn thích thì uống thay nước. Đó, uống thay nước, thằng nào mà gai thì chịu. Bây giờ nhiều khi nói câu này nó bả gai lắm em, nó trời ơi uống Shopee say uống thay nước, uống làm cái gì ông nội ơi, ông quảng cáo quá. Nó tao có tiền được không? Ôi mày rảnh. Ví dụ như bây giờ tao có tiền, tao không thích uống nước lạnh, tao uống trà sữa được không? Đó, cái chuyện nó mắc cười ghê lắm á. Bởi vì xã hội này nó nói mày muôn đời á. Muôn đời là gì? Gato muôn đời nát, mà trâu buộc nó ghét trâu ăn. Hiểu không? Mình uống súp với thằng kia uống nước lạnh này nó gây. Nó cay gì nó cay, nó ghét tâm nó buông lời đàm tiếu. Đó là xã hội. Đó, bây giờ còn cái lời này cuối cùng mình nhắn nhủ với media nha. Mày làm gì mày làm. Cái mục tiêu chung á là kinh là phải có nút vàng. Làm ăn ngày càng phải chất lượng. Đúng không? Chứ không để farm nó chọt cho mấy cái lỗi sơ đẳng. Đúng không? Tụi người xấu á, nó sẽ lợi dụng những cái điểm đó của em nó khai thác. Và nó sẽ bôi cho trét trấu vô mặt BBT. Còn bây giờ nói lại lần đầu như lần cuối nha. À, cái vụ súp này nữa. Bực mình, nguyên cái đám tụi bay ở dơ như cú á. What? Trời đất ơi, ở trong phòng làm việc của nó toàn là bình lắc cũ không à. Không biết bình của con khứa nào á. Nó để trong đó quá trời luôn mà mỗi lần đi dọn bà lão công bà la. Bà lão công bà ghét nhất tụi mày á, tao nói thiệt á. Ghét nhất tụi bay luôn. Đàn ông con trai ở dơ. Có mấy đứa con gái ở cũng sạch lắm. Thôi nói chung giờ muốn mua sản phẩm này liên hệ sale đi, trên web có đăng bài cụ thể rồi. Còn này một muỗng cho ra 6g bi xay xịn. Nó hàng của đua trách Mỹ Đế, không gì để nói hết á. Bây giờ nhiều quá nói sao kịp, thứ nói một chút thôi nha mấy em. Còn mấy anh bay á, không có tiền á thì mua cái này đi, đừng phạm cái sai lầm nghiêm trọng như vừa qua nghe chưa. Yes. Tỷ lệ 211 luôn nha mấy em. Này tỷ lệ 211 luôn, nói chung là nó rất là căn bản và căn bản của BCAA. Nó tóm lại qua vụ này thì anh muốn gửi gắm tới tụi em về. Thứ nhất á, mấy anh làm công á, mấy anh làm nhân viên á thì cố gắng làm tốt cái công việc của mình. Đúng không? Không có nghề nào thấp, không có nghề nào cao hết á. Nó lao công hay phụ hồ thì nói chung là chẳng qua là công việc của họ nó như vậy thôi. Nó nên tụi em muốn nói chung là phải cố gắng chứng tỏ cho boss thấy rằng à em làm được việc em xịn sò này boss. Đúng không? Mà khi mà tụi em cố gắng em làm được việc em xịn sò này nọ kia đó mà không ai comment em nhiều á, đi sớm về khuya đi trễ hay là chơi game chơi gủng hay là nói chuyện trong giờ làm hay là lo ra hay là coi phim gì đó thì sau này á tụi em ngồi lại tụi em nói chuyện với boss á nó dễ nói lắm. Nó có cái này có cái kia thì tụi em mới nói được. Còn bây giờ tự nhiên tụi em sáng cấp ô đi tối cấp về ông làm giờ ngồi trong ti cho nóng đít chơi vậy đó, rồi đi rồi xong rồi ra ngoài chơi một chút rồi xong rồi vô trong chơi game rồi nói chuyện chát chích rồi tám đúp này đúp nọ đồ đâu phải người ta không biết, chẳng qua tao nói thôi đó. Nên cái đó là không ổn đó. Làm việc đương nhiên là có áp lực, nó có khó khăn, nhưng mà cuộc sống mày á ai cũng phải có áp lực, ai cũng phải có khó khăn thôi. Mỗi người ta đảm nhiệm tốt cái vai trò của họ đó thì tương lai sự nghiệp nó thành công. Còn giờ để nói trên góc độ của người chủ, đúng không? Các bạn nhiều khi các bạn ra đường, các bạn này nọ mà lôi chủ là bạn chửi hoài. Nhưng mà thật sự không phải lỗi người chủ, bạn ơi thông cảm ha. Toàn là mấy thằng ở dưới nó đưa lên đoạn đầu đài không à. Đúng không? Thí dụ như bây giờ các bạn đi ở FLC đi, bạn không biết nào đâu, bạn lôi ông kia ra bạn chửi không à. Bạn đi máy bay đồ, bạn cũng lôi boss cho bạn chửi không mà, trong khi boss nó muốn vậy. Nhưng mà nhiều khi nhân viên ở dưới nó đông quá, nó quản không được, nó chọt này chọt kia, nó nỗi khổ mà làm chủ ra. Nói bạn muốn gì muốn đừng lôi tôi ra chửi hoài. Hiểu không? Khổ lắm. Đâu phải ba đầu sáu tay 12 con mắt mình đồng da sắc mặt kim cương đâu. Áp lực bộn bề ngày nào cũng ra 2-3 cái vlog live stream này nọ kia các kiểu. Đầu óc tôi cũng phải tỉnh táo, phải tập trung, phải nói chung là siêu cường lắm. Siêu cường có ngày hôm nay là do tôi ăn uống đầy đủ với xài súp PPT đó, điển hình là mấy thằng này. Nó điển hình là mấy thằng này, nhưng mà mấy thằng này thì mình xài nhiều hàng, amino kem đồ.
tập là phải có amino kem đồ MVP 3D đồ hết hàng bả rồi, nó khỏi bàn nữa, nên giờ có gì luộc cái đó. Nói chung hàng BBT á giờ nó quá nhiều đi bạn, xu thế bây giờ mà nó phải nhập nhiều hàng để cho xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng thôi, chứ hàng nó cũng trùng lập nhau nhiều lắm. Thí dụ như BC này như BC kia khác hãng thôi đó, khác cái hãng thôi. Giờ nhiều khi bạn hỏi nào tốt nào xấu thì nó đương nhiên tốt có nhập, xấu nhập chi, xấu nhập bán không được cho nhập cho nó chết à. Hay thì mua ship đi ba, giàu nghèo mẹ gì, lai xe là đương nhiên rồi, có chùa hoài. 3 triệu Đức Vũ 3 triệu, Hải Bánh 3 triệu, Vi Phạm 3 triệu. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.